Theo quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì từ năm học 2013-2014, các học viện, các trường đại học cao đẳng, các trường trung cấp chuyên nghiệp sẽ đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy. Theo đó, nội dung phòng chống tham nhũng sẽ được lồng ghép phù hợp với các môn học khác, phù hợp với từng cấp học và không làm tăng định mức giảng dạy của giáo viên, và Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ chỉ đạo biên soạn tài liệu giảng dạy về phòng chống tham nhũng của từng cấp học. Cụ thể là đối với các trường trung học phổ thông, nội dung phòng chống tham nhũng sẽ được lồng ghép vào môn giáo dục công dân với thời lượng là 6 tiết phân bổ trong 3 năm học từ lớp 10 đến lớp 12. Đối với các trường đại học cao đẳng đào tạo không chuyên về luật, nội dung phòng chống tham nhũng được lồng ghép vào môn học pháp luật đại cương hoặc môn học khác phù hợp với thời lượng 5 tiết. Riêng với các trường đào tạo chuyên về luật, nội dung này được tích hợp lồng ghép vào môn luật hành chính, luật hình sự hoặc môn học khác phù hợp với thời lượng 15 tiết, trong đó có 5 tiết tự nghiên cứu. Ngoài ra, các trường có thể lựa chọn đưa phòng chống tham nhũng vào các hoạt động ngoại khóa như báo cáo chuyên đề, tổ chức thi tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng.